mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Anh muốn điều người đến Ukraine rèn quân cho Kiev. Chính phủ Anh muốn triển khai chuyên gia quân sự tới Ukraine, bổ sung vào nỗ lực huấn luyện các binh sĩ của Kiev ở phương Tây như hiện nay. Tôi đã thảo luận về việc đưa các khóa đào tạo đến gần hơn, hay thậm chí là ngay tại Ukraine. Báo Sunday Telegraph ngày 1 tháng 10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Reinstap. Reinstap cho biết trong một cuộc phỏng vấn, đặc biệt là ở phía Tây đất nước, tôi nghĩ chúng ta đang có cơ hội mang nhiều thứ hơn vào bên trong Ukraine. Bộ trưởng Sáp nói thêm rằng, ông hy vọng những công ty quốc phòng Anh như Bell Systems sẽ triển khai kế hoạch thành lập các nhà máy sản xuất vũ khí ở Ukraine. Đến nay, Anh và các đồng minh vẫn tránh hiện diện quân sự tại Ukraine nhằm tránh nguy cơ xung đột trực tiếp với Nga. Binh sĩ Ukraine được đưa đến các nước phương Tây để rèn luyện. Anh đã cung cấp các khóa huấn luyện quân sự kéo dài 5 tuần cho khoảng 20.000 binh sĩ Ukraine và chưa dừng lại. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 30 tháng 9 tuyên bố ông muốn biến ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine thành một trung tâm quân sự lớn bằng cách hợp tác với các nhà sản xuất vũ khí phương Tây, qua đó tăng cường khả năng cung cấp vũ khí cho chiến dịch phản công của Kiev trước Moscow. Anh là quốc gia viện trợ quân sự cho Ukraine nhiều thứ hai sau Mỹ, với lượng vũ khí trị giá khoảng 2,5 tỷ USD. Giới chức Anh hồi đầu năm thông báo chuyển 14 xe tăng CLR-2 tới Ukraine, động thái mở đường cho Mỹ, Đức và một số quốc gia khác viện trợ xe tăng chủ lực cho Kiev. Tin kế tiếp, lưỡng viện Mỹ thông qua dự luật ngăn chính phủ đóng cửa. Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách mới nhằm ngăn chính phủ đóng cửa với sự ủng hộ áp đảo từ các đảng viên dân chủ. Hạ viện Mỹ ngày 30 tháng 9 bỏ phiếu với tỷ lệ 335 phiếu thuận và 90 phiếu chống, thông qua dự luật để tài trợ cho chính phủ hoạt động thêm 45 ngày nữa. Đây là một bước thay đổi lớn so với hồi đầu tuần, khi viễn cảnh chính phủ Mỹ phải đóng cửa từ sau nửa đêm 30 tháng 9, tức 11 giờ ngày 1 tháng 10 giờ Hà Nội, dường như là điều không thể tránh khỏi. Khoảng 209 đảng viên dân chủ hạ viện ủng hộ dự luật, nhiều hơn đáng kể so với 126 đảng viên Cộng hòa bỏ phiếu thuận. Tại Thượng viện do đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát, dự luật cũng được thông qua với kết quả áp đảo 88 phiếu thuận và 9 phiếu chống. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó ký thành luật. Đảng Dân chủ mô tả kết quả này là một chiến thắng. Các đảng viên Cộng hòa MAGA cực đoan đã thua, người dân Mỹ đã thắng. Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện nói, đề cập đến câu khẩu hiệu Make America Rich Again, khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại, đã thành đặc trưng của cựu tổng thống Donald Trump. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã nhượng bộ và cuối cùng cho phép một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng để ngăn chặn nỗ lực của các đảng viên Cộng hòa nhằm vội vã đóng cửa chính phủ một cách thảm hại. Hạ nghị sĩ dân chủ Don Beyer cho hay, McCarthy bác bỏ lo ngại rằng những người theo đường lối cứng rắn trong đảng Cộng hòa có thể cố gắng hạ bệ vai trò lãnh đạo của ông. Nếu tôi phải mạo hiểm công việc của mình để đứng lên vì công chúng Mỹ, tôi sẽ làm điều đó, ông nói. Nội bộ đảng Cộng hòa chia rẽ sâu sắc về quy mô nợ công. Một nhóm nhỏ nghị sĩ bảo thủ theo đường lối cực hữu đã cố gắng ngăn cản thông qua dự luật ngân sách lẫn kế hoạch do Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm giúp chính phủ duy trì hoạt động. Các cuộc bỏ phiếu về dự luật ngân sách tại Quốc hội Mỹ thường xuyên lâm vào thế bế tắc khi hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều muốn tận dụng nguy cơ chính phủ đóng cửa để gây sức ép buộc đối phương nhượng bộ. Tuy nhiên, hai bên vẫn đạt thỏa hiệp và phú chót để duy trì hoạt động cho chính phủ. Tin tiếp theo, Mỹ phát triển đạn pháo thông minh chống gây nhiễu. Mỹ sản xuất đạn pháo dẫn đường có thể hoạt động hiệu quả khi tín hiệu dẫn đường GPS bị gây nhiễu và có tầm bắn 70 km. Lục quân Mỹ đang tìm kiếm nhà sản xuất cho dự án phát triển SIDA-M, loại đạn pháo 155mm tự dẫn đường, có thể bắn chính xác vào xe tăng và các mục tiêu đối phương ngay cả khi tín hiệu định vị vệ tinh bị gây nhiễu. Dự án SIDA-M được công bố từ năm 2018 nhằm chế tạo loại đạn pháo chuyên diệt xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành đối phương.
với tầm bắn tối đa là 35 km khi sử dụng trên các loại pháo như M109A6, Paladin, 2M777. Khi được khai hỏa từ pháo tăng tầm AK-XM1299 có chiều nòng dài hơn, SIDA-M có thể đạt tầm bắn lên tới 70 km. Đạn pháo này có thể đạt sơ tốc đầu nòng cần thiết để bay xa 70 km với thuốc phóng thử nghiệm từ hệ thống pháo tăng tầm, lục quân Mỹ cho biết. Pháo tăng tầm AK là loại pháo tự hành cỡ nòng 155mm nhằm giúp Mỹ bắt kịp với Nga và Trung Quốc. Những nước sở hữu các dòng pháo tự hành có tầm bắn tối đa hơn 70 km, gần gấp đôi dòng pháo chủ lực M109 Paladin của lục quân Mỹ. Việc pháo binh được sử dụng một cách phổ biến và đạt hiệu cao trên chiến trường Ukraine càng thúc đẩy Mỹ nâng cấp các loại pháo thông minh để không bị tụt hậu trong lĩnh vực này. Tướng James Rainer, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hợp đồng Tương lai của lục quân Mỹ hồi tháng 7 tiết lộ, Washington đang nghiên cứu chiến lược pháo binh mới, được đúc rút từ kinh nghiệm tác chiến ở Ukraine và dự kiến công bố vào cuối năm nay. Nếu hoạt động được như thiết kế, đạn pháo SIDA-M có thể được dùng để tấn công các khu vực nằm sâu trong lãnh thổ đối phương, hoặc hoạt động gần tiền tuyến để yểm trợ bộ binh, chuyên gia quân sự Michael Peck nói. Peck cho biết SIDA-M có thể giải quyết một số vấn đề của pháo binh Mỹ, như cải thiện khả năng bắn trúng mục tiêu đang chuyển động ở khoảng cách xa và phân biệt địch và ta. Đạn pháo truyền thống không thể làm được điều này, ngay cả các loại đạn dẫn đường bằng CBS như Excalibur 155mm cũng gặp nhiều khó khăn để làm được điều đó, ông nói. Một ưu điểm khác của SIDA-M là nó có thể hoạt động hiệu quả, ngay cả khi tín hiệu GMS bị nhiễu hoặc gián đoạn. Theo tạp chí New Scientist có trụ sở tại Anh, đạn pháo này có khả năng dẫn đường tự động, sử dụng cảm biến để phát hiện, xác định và tấn công mục tiêu, thay vì dùng tín hiệu định vị vệ tinh GPS hoặc tia laser để dẫn đường như một số dòng đạn pháo thông minh khác của Mỹ và Nga. Chuyên gia Beck cho rằng Mỹ có thể chuyển giao đạn SIDA-M cho Ukraine thay vì đạn chùm, giúp Kiev duy trì năng lực tập kích đối phương với độ chính xác và hiệu quả cao mà không bị chỉ trích bởi cộng đồng quốc tế. Bản tin thứ tư, Mỹ khó tăng viện trợ cho Ukraine. Mỹ là bên viện trợ nhiều nhất cho Ukraine, nhưng phản đối ngày càng lớn trong dư luận và quốc hội có thể khiến Washington khó tăng hỗ trợ cho Kiev. Viện trợ cho Ukraine đang là một trong những vướng mắc lớn nhất giữa Nhà Trắng và Hạ viện Mỹ trong vấn đề ngân sách. Chính quyền Tổng thống Joe Biden muốn bất cứ dự luật ngân sách nào cũng phải bao gồm khoản viện trợ quân sự và nhân đạo 24 tỷ USD cho Ukraine. Trong khi các thành viên cứng rắn trong đảng Cộng hòa tại Hạ viện kiên quyết phản đối, khiến chính phủ Mỹ đối mặt nguy cơ đóng cửa. ABC News ngày 25 tháng 9 công bố kết quả khảo sát thực hiện cùng Washington Post cho thấy 41% người được hỏi nói Mỹ đang làm quá nhiều để hỗ trợ Ukraine, tăng từ mức 33% vào tháng 2 và 14% vào tháng 4 năm 2022. 1/2 số người được hỏi cho rằng Mỹ hỗ trợ vừa đủ hoặc quá ít so với 60% ghi nhận tháng trước và 73% ghi nhận trong những tháng đầu chiến sự. Những thực tế này có thể khiến Tổng thống Biden gặp nhiều khó khăn hơn trong nỗ lực tăng ủng hộ cho Ukraine. Trong bối cảnh, Washington đã chi hơn 100 tỷ USD giúp đỡ Kiev trong cuộc chiến với Nga, trở thành bên hỗ trợ nhiều nhất. Khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21 tháng 9 thăm Mỹ lần 2 để thúc đẩy sự ủng hộ với gói viện trợ 24 tỷ USD, các thành viên đảng Cộng hòa ngày càng tỏ rõ hoài nghi về nỗ lực viện trợ xung đột. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối lời đề nghị tổ chức phiên họp lưỡng viện quốc hội để ông Zelensky có thể phát biểu trước các nghị sĩ. Trong hơn năm rưỡi qua, Tổng thống Biden đã giữ lập trường vững chắc về viện trợ của Mỹ. Quốc hội Mỹ tới nay đã phê duyệt 110 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó có 49,6 tỷ USD viện trợ quân sự, 28,5 tỷ USD viện trợ kinh tế, 13,2 tỷ USD hỗ trợ nhân đạo và 18,4 tỷ USD để tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng Mỹ nhằm duy trì nguồn cung vũ khí cho Kiev. Nhà Trắng cho biết đã chi 91% ngân sách viện trợ được phân bổ. Chính quyền hiện đề nghị quốc hội phê duyệt gói bổ sung 24 tỷ USD, trong đó có 14 tỷ USD viện trợ quân sự. Tuy nhiên, tỷ lệ người Mỹ ủng hộ viện trợ thêm suy giảm kết hợp với sự phản đối của các nghị sĩ Cộng hòa, khiến gói bổ sung này trở nên bấp bênh. Alyssa DeMuth, nhà nghiên cứu quốc phòng quốc tế tại tổ chức
RND Corporation nói rằng nếu không có viện trợ bổ sung, chiến dịch phản công của Ukraine có thể bị đình trệ trong nhiều tuần. Điều này sẽ gửi đi tín hiệu tiêu cực cho Kiev, họ đang đạt một số tiến bộ đáng khích lệ trên chiến trường. Tôi đã thông báo cho lãnh đạo Quốc hội và Tổng thống Biden rằng tôi sẽ không đồng ý thông qua bất kỳ gói ngân sách nào có điều khoản tăng thêm viện trợ của Mỹ cho Kiev, bầu thông báo trên Twitter. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị, hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay luôn nha. Điều gì xảy ra nếu chính phủ Mỹ đóng cửa? Nếu Hạ viện Mỹ không thông qua được thỏa thuận ngân sách, chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa từ ngày 1 tháng 10, khiến nhiều cơ quan không thiết yếu ngừng hoạt động và hàng nghìn công chức phải nghỉ làm. Chính phủ Mỹ có nguy cơ đóng cửa từ sau nửa đêm ngày 30 tháng 9, tức 11 giờ ngày 1 tháng 10 giờ Hà Nội, nếu Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát không thông qua được nghị quyết cấp ngân sách ngắn hạn hoặc đạo luật ngân sách cho năm tài khoá tiếp theo. Nội bộ Đảng Cộng hòa đang chia rẽ sâu sắc về quy mô nợ công. Một nhóm nhỏ nghị sĩ bảo thủ theo đường lối cực hữu đã ngăn cản thông qua dự luật ngân sách cho chính phủ hoạt động, lẫn kế hoạch cho chính lãnh đạo của họ. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đề xuất nhằm giúp chính phủ duy trì hoạt động. Hãng đánh giá thị trường Moody tuần này cảnh báo viễn cảnh chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế, trong đó có nợ nước ngoài, xếp hạng tín dụng và chi phí vay trong tương lai. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý 4 có nguy cơ giảm 0,2 điểm phần trăm sau mỗi tuần chính phủ đóng cửa. Các chuyên gia của Goldman Sachs lo ngại tình trạng này kéo dài khoảng 3 tuần, do các bên đến nay chưa có bất kỳ dấu hiệu nào sẵn sàng nhượng bộ ngay lập tức và bầu không khí chính trị Mỹ đang chia rẽ sâu sắc. Bên cạnh tác động kinh tế, kịch bản chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều dịch vụ công và hoạt động của bộ máy chính quyền liên bang, cũng như thu nhập công chức và người lao động hợp đồng của các cơ quan chính phủ. Công đoàn nhân viên chính quyền liên bang Mỹ ước tính khoảng 1,8 triệu người lao động sẽ không được trả lương trong thời gian chính phủ đóng cửa toàn diện vì thiếu ngân sách. Quỹ ban trách nhiệm ngân sách liên bang, tổ chức tư vấn ngân sách phi đảng phái tại Washington, ước tính khoảng 850.000 nhân viên liên bang có nguy cơ phải nghỉ không lương trong thời gian chính phủ đóng cửa. Một số quân nhân và nhân viên cơ quan thuộc diện thiết yếu cũng có thể được yêu cầu làm việc không lương. Theo AFGE, nhân viên liên bang bị ảnh hưởng bởi tình trạng chính phủ đóng cửa chỉ được hoàn trả tiền lương sau khi quốc hội đạt thỏa thuận gỡ các hạn chế chi tiêu ngân sách. Hàng loạt dịch vụ công không thiết yếu phải tạm ngừng hoặc hạn chế hoạt động trong thời gian này. Điển hình là dịch vụ xử lý hồ sơ an sinh xã hội và bảo hiểm y tế Medicare, các hoạt động thanh tra môi trường và an toàn thực phẩm. Bộ Quốc phòng tiếp tục hoạt động, nhưng Mỹ sẽ không thể gỡ xét tiền lương cho quân nhân và nhân viên dân sự. Quân nhân tại ngũ được gọi là nhân viên thiết yếu, nhưng một số nhân viên dân sự và nhà thầu phải nghỉ không lương. Cục điều tra liên bang FBI và các cơ quan hành pháp khác vẫn tiếp tục hoạt động. Trường hợp cá biệt là nhân viên chuyển phát thư, cơ quan bưu điện Mỹ không cần đến ngân sách liên bang để duy trì hoạt động hàng ngày của các nhân viên này. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay nhé. Vì ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa ủng hộ từ khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.